Vâng, xin chào tất cả quý vị, chào các bạn. Hôm nay Hội Yêu Cây Bonsai Nguyễn Tâm xin chia sẻ với quý vị và các bạn về kỹ thuật trồng ớt, cách trồng như là cách chăm sóc, cách tạo quả đối với cây ớt. Trên màn hình mà quý vị và các bạn đang quan sát là hình ảnh cây ớt. Đối với cây ớt thì cách trồng ớt là cũng khá đơn giản. Và hiện nay giống ớt cũng có nhiều loại khác nhau về kích thước cũng như là về màu sắc, độ cay cũng khác nhau. Ngoài cách trồng ớt ở ngoài đất ra thì các bạn cũng có thể trồng ớt vào trong chậu làm cảnh cũng được. Thứ nhất là về thời vụ trồng, các bạn có thể trồng ớt trên cả 3 mùa, mùa xuân, mùa hạ và mùa đông. Còn ở miền Nam thì các bạn có thể trồng vào hai mùa, mùa mưa và mùa nắng. Nhìn chung thì cây ớt ở nước ta trồng được quanh năm. Thứ nhất là về điều kiện nhiệt độ. Các bạn trồng cây ớt trong điều kiện nhiệt độ có độ ẩm khô ráo. Nhiệt độ thích hợp trồng để cho cây sinh trưởng và phát triển tốt là từ 20 đến 30 độ C. Thứ hai là về phần đất trồng. Đất trồng thì phải đảm bảo yếu tố tơi xốp và thoát nước tốt. Trước khi trồng thì các bạn cũng nên đo độ pH. Theo kinh nghiệm trồng và chăm sóc thì chúng tôi thấy độ pH nằm trong khoảng từ 5,5 đến 6,5 là được. Thứ ba là cách trồng. Cách trồng thì thứ nhất thì các bạn chuẩn bị giống, hạt giống. Hạt giống thì các bạn có thể mua hoặc là các bạn có thể tận dụng trong vườn nhà có cây ớt thì các bạn sẽ nhân giống. Chú ý là các bạn hãy chọn những quả chín đều, chắc tay. Thứ hai là về cách ngâm ủ hạt. Khi hạt thì các bạn có thể đem ngâm từ 6 đến 8 giờ, sau đó các bạn đem trồng. Để đảm bảo được tỷ lệ nảy mầm tốt nhất thì các bạn có thể ngâm ủ hạt trong cái khăn, sau đó là để vào trong túi ni lông buộc lại. Khoảng 2 ngày là được. Khi hạt nứt mầm thì lúc này các bạn sẽ đem ra gieo trồng thì sẽ đảm bảo được tỷ lệ sống cũng như là tỷ lệ nảy mầm cao. Còn đối với giá thể đất trồng thì các bạn nên chọn đất trồng tơi xốp. Theo kinh nghiệm trồng và chăm sóc thì chúng tôi chọn giá thể đất như sau. Đó là 60% đất thịt, 30% phân chuồng đã hoai mục, 10% cho chấu. Trước khi trồng thì các bạn cũng nên thau chua rửa mặn. Các bạn có thể khử bằng vôi cũng được. Thứ ba là trồng cây. Sau khi gieo hạt xong khoảng từ 25 đến 30 ngày trồng, lúc này cây ra từ 4 đến 5 lá thì các bạn sẽ đem ra trồng. Khi mới trồng thì các bạn chú ý không để ánh nắng quá to, quá gay gắt chiếu vào, phải đảm bảo tỷ lệ ánh sáng 50% là được, là cây có thể sống tốt. Còn đối với cách chăm sóc như sau. Các bạn chú ý mùa nắng thì cần phải tưới nước thường xuyên và đầy đủ để cho đảm bảo yếu tố tốt nhất cho cây sinh trưởng và phát triển tốt nhất. Đặc biệt là cái thời điểm quan trọng ra trái như trên màn hình mà quý vị và các bạn đang quan sát. Trong quá trình trồng và chăm sóc thì chúng tôi cũng chia ra 4 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là trồng được khoảng từ 20 đến 25 ngày. Các bạn nên bón lần 1 đạm lân kali phối hợp. Lần 2 thì các bạn bón vào lúc bắt đầu ra trái. Lần thứ 3 là bón khi thu hoạch.
và lần thứ tư là bón khi thu hoạch xong. Theo kinh nghiệm trồng và chăm sóc thì để là cây ớt sinh trưởng và phát triển tốt cho ra nhiều trái thì các bạn có thể kết hợp bón phân gà. Phân gà thì các bạn có thể bón trước hoặc là trong quá trình trồng và chăm sóc cũng được. Thứ năm là về phần tỉa nhánh. Nếu cây quá tốt thì các bạn cũng cần phải tỉa thông thoáng. Tỉa thông thoáng như vậy sẽ hạn chế sâu bệnh và cây đảm bảo độ thoáng để cho cây sinh trưởng và phát triển tốt. Còn đối với nhiều giống ớt thì quả quá to, dài to hoặc là nhiều quả làm cho cành của cây sẽ bị ảnh hưởng. Cho nên là các bạn phải có biện pháp bắc giàn. Nếu trong trường hợp này các bạn bắc giàn để cho cây ớt được tốt. Thứ sáu là cách phòng trừ sâu bệnh. Đối với cách trồng ớt thì hay bị các loại bệnh như là sâu ăn lá, rầy rẹp bọ trĩ. Khi bị các loại bệnh này thì các bạn theo từng loại, các bạn có thể ra cửa hàng thuốc bảo vệ thực vật để mua từng loại về để diệt trừ sâu bệnh. Vâng, thưa các bạn, trên đây Nguyễn Tâm vừa chia sẻ với quý vị và các bạn về kỹ thuật cách trồng ớt, kỹ thuật trồng chăm sóc cũng như là cách tạo nhiều quả đối với cây ớt. Mong quý vị và các bạn tiếp tục ủng hộ kênh của Nguyễn Tâm, đăng ký, like, chia sẻ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều.